Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết vừa có thêm hơn 8.000 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi, trong đó có 7.852 trường hợp cách ly, điều trị tại nhà và 228 trường hợp điều trị tại cơ sở y tế. Hiện các địa phương đang cách ly điều trị gần 50.000 trường hợp F0 tại nhà, trong đó 27.314 trường hợp không có triệu chứng, 25.043 trường hợp triệu chứng nhẹ. Cộng dồn đến nay có 133.050 trường hợp mắc COVID-19 được theo dõi, điều trị tại nhà khỏi bệnh. Hiện các cơ sở y tế đang điều trị tổng cộng 1.700 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 255 ca nặng.